Thì sau đây là phần thi của đội Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Định. Đội chúng tôi đã sẵn sàng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Tay đi. Ai về yên định quê ta đều nghe danh tiếng Đa khoa huyện Bình. Các y bác sĩ nhiệt tình, hết lòng chữa bệnh hồi sinh bao người. Thanh cao tốt đạo đẹp đời, thấm nhuần y đức như lời bác dặn. Tài năng tâm huyết ân cần, chiến sĩ áo trắng chữ tâm sáng ngời. Đến với hội thi hôm nay, bệnh viện Yên Định chúng tôi xin chào. Ta lưu học hỏi thân cao, hát tay đẹp người thương thi để tới. Nghe đi thay hòa đổi thay, bệnh viện Yên Định chúng tôi hát tân. Sử dụng giao thiết thông minh, với nhân trả hạn ân cần lắng nghe. Tập thể bệnh viện vững bền, khoa phòng người bệnh thường bệnh một luôn tươi. 200 cán bộ nhân viên lương y từ mẫu một lòng nói theo. Phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng, công tin bệnh viện vốn có đơn hóa. Công tin bệnh viện tuyệt vời, đã tạo dinh dưỡng tinh thần hăng say. Thiết bị ngày một nâng cao, công nghệ tiên tiến chuyển giao kịp thời. Tinh thần phục vụ hết mình, các y bác sĩ nhiệt tình tận tâm. Mục tiêu hướng tới hài lòng, vì đức cải thiện tay nghề nâng cao. Lớn lao sức khỏe mọi người.